Em xin kính chào các thầy, cô và các anh, các chị, đồng nghiệp, các quý vị ở các đầu cầu. Thì hôm nay em xin phép được trình bày về cái kỹ thuật tán sỏi mật qua da bằng laser. Đây là một cái kỹ thuật tương đối triển khai, tương đối mới ở Việt Nam trong khoảng 2 đến 3 năm gần đây. Thì em xin trình bày chi tiết về kỹ thuật này với những các cái trong với các nội dung sau. Thứ nhất là về mặt nguyên lý, thứ hai là kỹ thuật và chỉ định, và cuối cùng là một số các cái biến chứng và nguyên tắc xử lý biến chứng. Đây là một cái kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, do vậy thì cái việc hiểu về giải phẫu đường mật thì nó cũng khá là quan trọng. Rất là quan trọng trong trong kỹ thuật này, và chúng ta sẽ làm dưới hướng dẫn của siêu âm, của DSA cũng như là của nội soi. Do vậy là hiểu được về đường mật bình thường cũng như là sau mổ thì nó rất là quan trọng. Thì em xin trình bày kỹ hơn ở những các cái dịp khác, hôm nay chỉ có 10 phút nên là không đủ thời gian. Về mặt nguyên lý của phương pháp điều trị tán sỏi mật qua da bằng laser thì chúng ta sẽ đi xuyên qua thành bụng của bệnh nhân, sau đó là tạo một đường hầm xuyên qua thành bụng bệnh nhân, đi xuyên qua nhu mô gan, rồi sử dụng cái bộ nong để tạo một cái đường hầm vào trong đường mật. Từ đó thì chúng ta có thể đưa camera nội soi với kích cỡ khoảng 3 mm để đi vào trong cái đường hầm 4,5 mm, rồi chúng ta sử dụng laser để bắn vỡ viên sỏi. Các cái mảnh sỏi thì được lấy ra ngoài qua cái cổng này, hoặc là có thể chúng ta bơm rửa để cho nó trôi qua cái cơ ốt đi. Toàn bộ cái kỹ thuật này thì chúng ta không cần thiết phải gây mê. Tất cả khoảng hơn 200 ca chúng tôi đã tiến hành ở Bệnh viện Đại học Hà Nội thì chúng tôi chỉ sử dụng giảm đau và tiền mê. Trên đây là hình ảnh của cái phòng can thiệp mạch. Thì đối với kỹ thuật này chúng ta cần một số các cái máy móc và dụng cụ như sau. Thứ nhất là một cái hệ thống máy DSA để chiếu tia X liên tục, và chúng ta có thể áp dụng ở các cái tuyến, nếu như mà chúng ta không có máy DSA chúng ta có thể sử dụng màn tăng sáng, máy siam cũng có thể tán sỏi được. Chúng ta phải có một cái máy siêu âm đen trắng 2D để có thể hướng dẫn chọc kim vào trong lòng đường mật, một dàn nội soi ống cứng và một cái hệ thống tán sỏi laser. Đây là cái máy phát tia laser với công suất khoảng 100W, và cái ống nội soi ống cứng này thì nó có cái kênh dẫn đưa các dụng cụ vào. Chúng ta có thể vừa đưa dây dẫn tia laser và vừa đưa dọ vào trong cùng một kênh, và có thể tiến hành bắn vỡ viên sỏi và lấy mảnh sỏi ra dễ dàng. Đây là quá trình chọc kim vào qua da. Chúng ta gây tê ngoài da của bệnh nhân, sau đó là chúng ta chọc kim xuyên qua nhu mô gan vào cái nhánh đường mật gan phải. Trên hình là cái kim chọc đang đi vào trong đường mật. Sau khi đặt bộ nong này kích cỡ chỉ khoảng độ 4 cho đến 5 mm, thì chúng ta thấy rằng cái dịch mật nó bắt đầu chảy ra qua cái ống nong này. Thì chúng ta đưa camera nội soi vào thì chúng ta thấy có viên sỏi nằm trong lòng của đường mật. Đây chính là tia laser mà chúng ta bắn viên sỏi, nó đang trong quá trình mà bắn viên sỏi thì viên sỏi nó vỡ ra thành các cái mảnh nhỏ. Quá trình tán sỏi laser thì được tiến hành trong khoảng thời gian từ 2 tiếng cho đến tối đa là 3 tiếng. Chúng ta cũng không nên tán sỏi thời gian nhiều hơn, bởi vì chúng ta phải sử dụng môi trường nước. Do vậy là chúng ta bơm nhiều nước sẽ làm cho bệnh nhân có thể là bị các cái tai biến ngộ độc nước. Đây là hình ảnh mà sau khi bắn vỡ sỏi thì chúng tôi lấy sỏi ra bằng dọ. Và cuối cùng là chúng tôi nội soi đường mật để xem còn sỏi sót hay không. Thì chúng ta có thể đưa camera đi vào sâu trong các cái nhánh đường mật ở trong gan và tìm các cái viên sỏi sót. Sau khi mà chúng ta thấy trong đường mật sạch sỏi rồi thì chúng tôi tiến hành đặt một cái ống nội soi, ống dẫn lưu. Ống dẫn lưu này kích cỡ khoảng 2 mm và đi ra ngoài. Đây là dịch mật trong. Thế thì ống dẫn lưu này sẽ được đặt cố định trong vòng khoảng 7 ngày và chúng ta sẽ rút. Toàn bộ cái quy trình đó là kỹ thuật, toàn bộ các bước đó là cái một quá trình tán sỏi cho một bệnh nhân. Thế thì phương pháp này được chỉ định như thế nào? Qua quá trình làm cho khoảng 200 ca
trong vòng 2 năm gần đây thì chúng tôi nhận thấy rằng phương pháp này nó là một cái phương pháp có thể áp dụng rất tốt cho những trường hợp mà có sỏi đường mật ở trong gan, bởi vì nguyên lý là chúng ta đi vào trực tiếp các cái nhánh đường mật trong gan trước, do vậy là có thể sử dụng phương pháp này tán sỏi đường mật trong gan rất là dễ dàng mà không cần thiết phải có một cái mở bụng rộng rãi như trong trường hợp chúng ta phải phẫu thuật. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa camera ống cứng xuống ống mật chủ để lấy các cái viên sỏi trong lòng ống mật chủ, đặc biệt là những viên sỏi kích cỡ rất là lớn chúng ta không thể lấy được qua nội soi ngược dòng RCP. Thế còn đối với sỏi túi mật thì sao? Hiện nay vẫn chưa có một cái guideline rõ ràng trong việc điều trị sỏi túi mật bằng các cái phương pháp tán sỏi và bảo tồn. Thế tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng đối với những trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ cao cho đối với phẫu thuật thì hoàn toàn có thể áp dụng được phương pháp này để tránh cho bệnh nhân phải chịu một cuộc phẫu thuật. Ngoài ra thì có một số các bệnh nhân trẻ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp này để giữ lại túi mật cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những trường hợp nào thì chúng ta không nên tán sỏi mật qua da? Đó là trường hợp mà bệnh nhân có viêm phúc mạc mật hay có viêm túi mật hoại tử, thì đó là trường hợp chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật. Thế còn những trường hợp mà suy kiệt thì nó là chống chỉ định chung của tất cả những phương pháp mà điều trị có xâm lấn. Các trường hợp mà có chống chỉ định tương đối, đó là những trường hợp mà có tình trạng toàn thân tương đối nặng, thì chúng ta điều trị nội trước hay là sử dụng những phương pháp can thiệp cho bệnh nhân nâng cao thể trạng, rồi chúng ta tiến hành can thiệp tán sỏi hoặc là phẫu thuật sau. Tôi xin trình bày một số cái ca điển hình. Đây là một trong ca mà chúng tôi tiến hành gần như đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Hà Nội. Thì trường hợp này có rất là nhiều sỏi đúc khuôn ở trong cái đường mật gan phải, đó là các mũi tên màu vàng đấy ạ. Quá trình tán sỏi được thực hiện qua cái đường dẫn lưu từ nhánh hạ phân thủy 6 đi lên, và trong khoảng thời gian 1 tiếng thì chúng tôi đã lấy hết sỏi hoàn toàn của cái đường mật gan phải, kết quả khá là đáng khích lệ. Sau đó chúng tôi tiến hành đối với ca phức tạp hơn, ví dụ như trường hợp này thì bệnh nhân này đã được mổ nhiều lần và có nhiều sỏi tái phát ở các cái nhánh đường mật trong gan cũng như là sỏi tái phát ở trong ống mật chủ, thì ca này chúng tôi tiến hành tán sỏi bằng cả ống cứng và ống mềm thì lấy ra được rất là nhiều sỏi và bệnh nhân hồi phục rất là tốt. Với những trường hợp mà sỏi hình thành trên nền bệnh lý, đặc biệt như bệnh Caroli, thì chúng ta biết rằng các cái nang chứa nhiều viên sỏi, bệnh nhân sẽ có nhiều nang đường mật trong gan và chứa các cái viên sỏi bên trong đó. Tuy vậy thì cái việc cắt gan là khá là mạo hiểm đối với bệnh này, bởi vì chúng ta thấy là ở trong các cái nang này có các cái động mạch rất là lớn. Thế thì chúng tôi đã áp dụng phương pháp này để lấy sỏi cho một cái trường hợp cũng là một đồng nghiệp. Thì chúng tôi đã lấy hai viên sỏi lớn ở vị trí gần vòm hoành và sỏi đường mật ở trong ống phân chủ. Sau đó chúng tôi nong đường mật chính và kết quả kiểm tra lại trong vòng gần 2 năm gần đây thì bệnh nhân hồi phục rất là tốt. Gần đây thì chúng tôi có tiến hành áp dụng phương pháp này để lấy sỏi cả trong túi mật lẫn sỏi ở trong đường mật chính. Thế đây là một trường hợp bệnh nhân vừa mới ra viện thôi. Bệnh nhân này tuổi cao, có viêm túi mật, có bệnh lý nền rất là nhiều, có tiểu đường, có cao huyết áp và có đặt máy tạo nhịp. Thì sau khi tiến hành đặt dẫn lưu túi mật thì chúng tôi lấy hết sỏi trong túi mật cũng như là lấy sỏi ở trong ống mật chủ. Thì bệnh nhân này đã ra viện và hiện tại là hồi phục rất là tốt. Ở phía dưới là hình ảnh của bệnh nhân khác cũng được áp dụng theo phương pháp tương tự. Phương pháp này thì nó cũng mặc dù là phương pháp ít xâm lấn nhưng mà nó dù sao nó cũng có những các biến chứng nhất định. Mà biến chứng đáng lo ngại nhất đó chính là chảy máu từ động mạch gan. Trên đây là một cái trường hợp bệnh nhân có xơ gan. Do vậy cái động mạch gan nó giãn rất là to. Đồng thời là bệnh nhân này có nhiễm trùng huyết, do vậy bệnh nhân có các cái ổ già phình ở trong gan cũng như là cái động mạch vị tá tràng, rất là nhiều các cái ổ già phình nhỏ, và bệnh nhân này không may thì bị vỡ một cái ổ già phình vào đường mật, sau đó thì bệnh nhân sốc tụt huyết áp. Chúng tôi đã tiến hành nút cái vị trí chảy máu và tiến hành hồi sức. Sau khoảng 2 tuần thì chúng tôi tiếp tục áp dụng phương pháp tán sỏi mật và bệnh nhân đã ra viện hồi phục rất là tốt. Qua nghiên cứu khoảng 85 ca thì chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ hết sỏi hoàn toàn là đạt được 71,8%, có khoảng 25,9% là vẫn còn sỏi nhưng mà chúng ta không cần thiết phải can thiệp tiếp. Tỷ lệ biến chứng đối với can thiệp lên đến khoảng 4,7%, nhưng mà cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái biến chứng nặng
thì dưới 2% thôi. Đây là cái hình ảnh của bệnh nhân trong quá trình tán sỏi. Thì bệnh nhân hoàn toàn là không đau, mặc dù vẫn là tỉnh táo, có thể nói chuyện với bác sĩ và có thể nhìn vào cái màn hình mà can thiệp. Thế còn các bệnh nhân mà sau khi can thiệp thì người ta cũng rất là hài lòng. Thậm chí có bệnh nhân rất là già, vừa mới can thiệp xong cũng đã có thể ngồi dậy được bình thường. Thì đây cũng là một sự phối hợp rất là tốt của khoa gây mê hồi sức và chống đau. Em xin hết ạ, em xin cảm ơn.